Đây là gian hàng không đồng được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Hội Phụ nữ phường Vĩnh Phước tổ chức nhằm hỗ trợ các mặt hàng nhu yếu phẩm cho những gia đình khó khăn trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, ngay từ sáng sớm những bó rau củ quả tươi được các lực lượng chuyển đến và sau đó các lực lượng địa phương sắp xếp cho vào bịch. Những người dân trên địa bàn thành phố Nha Trang đã xếp hàng và đeo khẩu trang thứ tự để nhận. Hầu hết những người đến nhận đều có gia cảnh nghèo, khó khăn. Này cuộc đời lượm dây chay lượm tuổi rồi sống mấy rồi giờ sức khỏe không còn thì lượm dây chay ăn nha, chứ ai cho luôn nữa, từ lo từ liệu nha. Hôm nay mình nhận cái rau này mình thấy vui không chú? Ngày vui trời đi lượm ai cho nên về nấu ăn đợi tụng tiền lắm cho mừng, trời ơi cho mừng chứ không mừng gì nữa. Chợ cấm đâu có được nhóm đâu, tìm đâu đi chợ đây. Theo lãnh đạo Hội Phụ nữ phường Vĩnh Phước, nguồn rau củ sạch này do các mạnh thường quân gửi về để hỗ trợ cho người dân. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng chỉ đạo cơ quan quân sự các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương triển khai nhân rộng mô hình này nhằm lan tỏa phong trào chung tay chia sẻ khó khăn với người dân trong thời gian dịch bệnh đang diễn biến phức tạp. Theo kế hoạch, mô hình gian hàng không đồng sẽ được duy trì đến khi tình hình diễn biến dịch COVID-19 được kiểm soát an toàn.